Xin kính chào đại diện ban lãnh đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang. Xin kính chào các quý vị đại biểu và xin kính chào toàn thể các thầy cô giáo giảng dạy môn địa lý bậc trung học phổ thông của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang. Tôi là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Tuệ, chủ biên sách giáo khoa lớp 10 Bộ Cái Diều. Tôi xin thay mặt tập thể tác giả sẽ giới thiệu về cái cuốn sách này tới quý vị đại biểu và các thầy cô để mà mình có thể cân nhắc mình lựa chọn nên dùng bộ sách nào trong cái năm học 2022-2023. Trên màn hình thì các thầy các cô sẽ nhìn thấy là bìa bên tay trái là bìa của cuốn sách giáo khoa địa lý 10 Bộ Cánh Diều, và bên tay phải là chuyên đề học tập in không nằm trong cuốn sách giáo khoa mà tách nó ra ở bên đi kèm ra cuốn sách giáo khoa này. Như vậy là trong cái chương trình 2018 chúng ta sẽ có một cuốn sách giáo khoa và kèm theo đó là chuyên đề học tập, nó chỉ có 40 trang, nó mỏng hơn. Nội dung mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các thầy cô giáo và các quý vị đại biểu, một là thông tin chung về cuốn sách giáo khoa lớp 10 Bộ Cánh Diều theo chương trình 2018. Hai là cấu trúc sách giáo khoa địa lý 10 theo chương trình 2018. Ba là cấu trúc mỗi bài học của sách giáo khoa địa lý 10. Và thứ tư là những điểm mới của sách giáo khoa địa lý 10 Bộ Cánh Diều theo chương trình 2018. Thứ nhất là về thông tin chung. Sách giáo khoa địa lý 10 được biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông của 2018 mà đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt vào tháng 12 năm 2018. Cuốn sách thì có thể nói rằng chúng tôi đã biên tập trong vòng 2 năm và đã được lấy ý kiến của 63 tỉnh thành của các thầy cô giáo địa lý cốt cán và đã trải qua các đợt thực nghiệm, và sau đó thì thông qua hội đồng thẩm định 2 vòng. Và có thể nói rằng là hội đồng thẩm định quốc gia môn địa lý đã thông qua cái bộ cánh diều lớp 10 ngay từ vòng đầu, và vì thế mà đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại quyết định số 442/QĐ Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28 tháng 1 năm 2022, để mà đến năm học mới 2022-2023 sẽ bắt tay vào thực hiện theo cái cuốn sách mới này. Và điều này cũng muốn nói rằng là cho đến cái thời điểm hiện nay thì có 2 trong 3 bộ sách mới được Bộ trưởng phê duyệt, đó là Bộ Cánh Diều và Bộ Kết nối Trí thức. Còn Bộ Chân trời Sáng tạo ở trong miền Nam thì không đạt cái yêu cầu về chất lượng trong cái vòng đầu, nên tiếp tục sẽ hoàn thiện để mà đưa ra giới thiệu với các thầy các cô về sau. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị đại biểu, các thầy cô giáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang về đội ngũ tác giả sách. Tổng chủ biên là giáo sư tiến sĩ Lê Thông, và đây cũng là tổng chủ biên của chương trình giáo dục phổ thông môn địa lý từ tiểu học đến trung học cơ sở và trung học phổ thông, và cũng là chủ tịch hội đồng quốc gia môn địa lý. Và thầy cũng đã có những cái đóng góp rất là nhiều trong việc mà ra để thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia môn địa lý, cũng như là ra và chấm thi học sinh giỏi quốc gia môn địa lý. Chủ biên là tôi đang đại diện cho tập thể tác giả trình bày. Chúng tôi thì đều là giảng viên của cao cấp của khoa địa lý trường Đại học Sư phạm Hà Nội, và đều là tổng chủ biên và chủ biên của cái bộ sách địa lý trung học phổ thông từ những cái chương trình năm 1980 gọi là chương trình cải cách giáo dục, chương trình phân ban, cho đến chương trình sách giáo khoa hiện hành. Và bây giờ thì chúng tôi vẫn tiếp tục, mặc dù thì là tuổi đã cao nhưng vẫn tiếp tục được giao cái trách nhiệm vô cùng là nặng nề, và cũng có thể nói rằng là cũng rất nhiều cái thời trí óc để mà trăn trở viết nên cái cuốn sách này, là cái bộ sách giáo khoa lớp 10 Cánh Diều theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Và điều đó thì có thể nói rằng là đây là những cái thuận lợi vì chúng tôi đã có cái kinh nghiệm trên 40 năm viết sách, không chỉ sách giáo khoa, các loại sách bài tập, sách luyện thi, và để mà tích lũy vào trong cái quá trình biên soạn sách giáo khoa làm sao theo cái xu hướng mới và đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn có một đội ngũ tác giả là những học trò nhưng mà đã kế cận được và đang chính đóng vai trò quan trọng cả về mặt quản lý cũng như là chuyên môn ở các cái vị trí khác nhau. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Vũ, là giảng viên cao cấp của khoa địa lý trường Đại học Sư phạm Đại học Huế, và cũng là một trong 4 thành viên tham gia xây dựng chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn địa lý, và cũng đóng góp quan trọng nhiều năm trong cái việc ra đề thi trung học phổ thông quốc gia môn địa lý cũng như ra đề và chấm thi học sinh giỏi quốc gia môn địa lý.
Tiến sĩ Nguyễn Đức Chiến là chủ nhiệm khoa địa lý của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, và cái chuyên môn sâu hơn 20 năm là địa lý tự nhiên, là một trong hai cái nội dung cơ bản của cái sách giáo khoa lớp 10. Tiến sĩ Vũ Thị Mai Hương là phó chủ nhiệm bộ môn kinh tế xã hội của khoa địa lý trường Đại học Sư phạm Hà Nội, và cũng có trên 20 năm giảng dạy môn địa lý kinh tế xã hội đại cương, tức là một trong hai cái phần tạo nên cái bộ sách giáo khoa địa lý lớp 10 bộ cánh diều. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Trăng Thanh hiện là trưởng khoa địa lý trường Sư phạm Đại học Vinh, và cũng là một trong bốn thành viên tham gia xây dựng chương trình giáo dục phổ thông môn địa lý. Và cái thành viên thứ tư là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Hịnh, nhưng mà cái thời gian gần đây thì giáo sư đã lâm trọng bệnh, cho nên rằng là rất tiếc là cái sự đóng góp nó cũng đã phải dừng lại. Và phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Trăng Thanh thì cũng là người mà trong thời gian gần đây cùng với tiến sĩ Nguyễn Đức Chiến đã tham gia vào cái việc mà ra đề thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia, cũng như là ra và chấm thi học sinh giỏi quốc gia. Và tiến sĩ Lê Mỹ Dung là giảng viên khoa địa lý của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Như vậy, nhìn vào đội ngũ tổng chủ biên và đội ngũ tác giả, thì các thầy các cô, các quý vị đại biểu của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang có thể yên tâm. Và tôi khẳng định rằng là không có bộ sách nào trong ba bộ sách mà đã hội tụ được cái đội ngũ chủ biên, tổng chủ biên và tác giả chiếm lĩnh những cái vị trí quan trọng về môn địa lý của quốc gia. Và chúng tôi cũng đã vận dụng, tận dụng những tất cả những cái thế mạnh của mình để biên tập lên cái bộ sách giáo khoa địa lý lớp 10 cánh diều. Và chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu với quý vị đại biểu và các thầy các cô. Nội dung thứ hai là chúng tôi muốn giới thiệu cấu trúc sách. Thì ngoài cái lời mở đầu và hướng dẫn sử dụng sách, thì sách giáo khoa của chúng tôi được cấu trúc gồm có 3 phần với 10 chương và tổng số là 30 bài. Thì phần thứ nhất là một số vấn đề chung, thì trong đó chỉ có 2 bài thì chúng tôi trình bày. Một là môn địa lý với định hướng nghề nghiệp cho học sinh, có nghĩa là các em bước chân vào cái bậc trung học phổ thông, bước chân vào cái học lớp 10, thì cái bài mở đầu sẽ mở ra là các em đã học môn địa lý này và tiếp tục đến lớp 11, 12 và các em vẫn tiếp tục yêu thích môn địa lý, thì và cái bài học này sẽ mở ra các cái trường đại học mà có các cái khoa học địa lý để mà các em lựa chọn và mà các em theo học nếu như các em yêu thích môn địa lý, hoặc là các em không thích khoa học cơ bản thì có thể thích khoa học sư phạm. Thì chúng tôi cũng đã định hướng cho các em, nó gọi là môn địa lý với định hướng nghề nghiệp, để mà đưa ra những địa chỉ các em có thể xác định một cách dễ dàng trong quá trình về sau này. Bài thứ hai là cái bài sử dụng bản đồ. Nó khác với sách giáo khoa hiện hành là sử dụng bản đồ để đưa vào phần địa lý tự nhiên. Nhưng trong chương trình 2018 thì chỉ có cái với cái nội dung cốt lõi là sử dụng bản đồ, và không đưa vào những cái kiến thức về bản đồ một cách hàn lâm và làm rất là khó cho học sinh mà cũng không cần thiết. Thì cái sử dụng bản đồ này nó không chỉ cho địa lý tự nhiên, mà có thể nói cái cơ hội nó cũng rất là nhiều cho địa lý kinh tế xã hội, và vì vậy chúng tôi đưa vào cái phần mở đầu. Phần là vùng địa lý tự nhiên gồm có 6 chương: trái đất, thạch quyển, khí quyển, thủy quyển, sinh quyển và một số quy luật của lớp vỏ địa lý. Phần thứ ba là địa lý kinh tế xã hội, tuy chỉ có 4 chương nhưng mà cái cách sắp xếp, do cái cách sắp xếp cho nó khoa học, nó logic, nhưng mà cái thời lượng thì nó vẫn tương đương với địa lý tự nhiên, và thậm chí số tiết nó còn nhiều hơn địa lý tự nhiên. Đó là địa lý dân cư, chương tiếp theo là các nguồn lực và một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế, chương địa lý các ngành kinh tế và chương phát triển bền vững và tăng trưởng xanh. Có thể nói rằng là cái mỗi một chương mà chúng tôi cấu trúc ở trong bài này thì nó phải tương ứng với một chủ đề lớn, và nó phải phù hợp với các chủ đề mà đã được xác định ở trong cái nội dung chương trình 2018. Vì nếu mà mình không tuân thủ những cái yêu cầu mà xác định ở trong chương trình, thì khi mà mình thông qua hợp đồng thẩm định quốc gia, đương nhiên là sẽ không được qua. Và những cái chủ đề, những cái chương này là phải tuân thủ một cách nghiêm ngặt đã được đặt ra ở trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Và mỗi một chương ở đây thì chúng tôi cấu tạo thành một số bài học, mà nó khác với lại sách giáo khoa hiện hành là phần lớn các bài thì chúng tôi thường thiết kế với thời lượng là 2 hoặc 3 tiết, chứ nó không phải là giải ra một tiết như sách giáo khoa hiện hành. Bởi vì làm tại sao thì chúng tôi thiết kế như vậy, thì nó giúp cho các thầy cô giáo linh hoạt trong cái quá trình tổ chức dạy học, tổ chức các hoạt động dạy học, hoặc là cho học sinh cũng có thể thấy rằng là tham gia vào các cái hoạt động này và theo cái hướng tiếp cận năng lực và chủ động tích cực
nắm vững kiến thức ngay trong từng cái đơn vị kiến thức mà các thầy các cô hướng dẫn. Bên cuối của cuốn sách giáo khoa thì là còn có cái phần giải thích thuật ngữ và bảng tra cứu địa danh, và để mà thuận lợi cho các thầy các cô cũng như học sinh muốn tìm hiểu thêm thì chúng ta mở sang cuối sách và có thể là tên tiếng Việt, tên tiếng Anh và cái thuật ngữ này được sử dụng ở trang nào. Trong học tập địa lý trung học phổ thông chương trình 2018 ấy, ngoài sách giáo khoa tức là trình bày những cái nội dung cốt lõi thì các em còn được lựa chọn một trong các chuyên đề học tập mà đã được xác định trong chương trình 2018 của cái phần địa lý, đó là chuyên đề biến đổi khí hậu, chuyên đề đô thị hóa và chuyên đề phương pháp viết báo cáo địa lý. Những cái chuyên đề này thì có thể thấy rằng là sẽ trình bày nó không phải tích hợp lồng hết ở trong các cái bài trước đây mà cung cấp một cách hệ thống các cái vấn đề. Thí dụ như biến đổi khí hậu thì có thể trình bày về các khái niệm, các cái biểu hiện, các nhân tố ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu và các cái giải pháp thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu. Các chuyên đề đô thị hóa cũng vậy. Và đặc biệt có một cái chuyên đề mới theo cái cách tiếp cận mới, đó là phương pháp viết báo cáo địa lý, thì sẽ giúp các em lựa chọn được cái cách thức, lựa chọn được các chủ đề, rồi là xây dựng cái đề cương và biết viết và trình bày các báo cáo, và nó phù hợp với cái xu hướng tiếp cận năng lực. Và các em cũng phải chọn một những cái báo cáo ở trong các cái bài địa lý từ lớp 10 đến lớp 11, 12, hoặc là nó phục vụ cho các em tham gia vào các cái cuộc thi mà các em cũng biết cách mà lựa chọn và xây dựng và trình bày báo cáo. Cái phần thứ ba là chúng tôi muốn giới thiệu là cấu trúc của các bài học trong sách giáo khoa địa lý. Sách giáo khoa địa lý Bộ Cánh Diều theo chương trình 2018 chúng tôi có tổng số 30 bài, và mỗi một bài nó đều có một cái cấu trúc thống nhất. Đương nhiên là cái nội dung nó có thể khác nhau, nhưng cấu trúc là nó như nhau, nó xuyên suốt cuốn sách giáo khoa. Thứ nhất là gồm có tên bài, tên bài có số thứ tự và có tên bài thể hiện cái nội dung dạy học trong bài. Ví dụ ở đây là có tên bài 4, có nghĩa là đây là bài thứ tự thứ tư trên tổng số 30 bài. Và tên bài học là hệ quả địa lý các chuyển động chính của trái đất, có nghĩa là cái nội dung kiến thức cốt lõi mà các em trình bày kết hợp với lại tên hình về các cái tình huống thì các em sẽ phải nắm được hệ quả địa lý các chuyển động chính của trái đất. Ngay sau dưới tên bài thì có cái yêu cầu cần đạt được đóng khung, và với hình thức là học xong bài này em sẽ 2 chấm và có những cái gạch đầu dòng, thì các thầy cô có thấy là chúng tôi viết ngay ở dưới dạng này. Và chúng ta thể hiểu là khi mà các thầy các cô soạn giáo án theo cái chương trình hiện hành thì đây chính là mục tiêu của bài học. Còn theo cái hướng tiếp cận năng lực, có nghĩa là đầu ra mà học sinh phải đạt được về mặt kiến thức, về mặt kỹ năng và các cái tình huống vận dụng. Và giữ những cái gạch đầu dòng này là chúng tôi phải tuân thủ đúng cái quy định ở trong cái chương trình 2018 môn địa lý. Và nếu mà chúng tôi chỉ sai một từ thì cũng được hội đồng thẩm định nhắc nhở và chúng tôi phải sửa lại. Hay nói một cách khác, theo cái thuật ngữ mà gọi là công nghệ, là chúng tôi phải copy paste làm nguyên si cái quy định này ở trong cái được xác định trong cái chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nói như vậy để các thầy cũng biết rằng từng câu từng chữ mình không phải tùy tiện của các tác giả, mà nó phải được dựa vào cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn địa lý. Ngay sau dưới yêu cầu cần đạt, đó là mở đầu hay là mở bài. Cái điểm này cũng là một điểm mới mà không có trong sách giáo khoa hiện hành. Chúng tôi thấy rằng là việc mở đầu này thì chỉ có ý nghĩa là khởi động, tạo ra các tình huống có vấn đề, hay là đưa ra một vài cái kiến thức, các cái kỹ năng cốt lõi, rồi là để mà chúng tôi biết một cách ngắn gọn để lôi cuốn cái sự chú ý của học sinh trước khi mà cùng với các thầy cô giáo vào cái bài giảng và học các cái hệ thống kiến thức mới. Và cái phần này thì chúng tôi phải viết thật ngắn gọn. Những cái này cô nhìn là chỉ có 3 dòng. Và đương nhiên mỗi một bài thì chúng tôi viết nó đa dạng hơn tùy theo cái nội dung của bài. Ngay sau cái phần mở bài thì có cái phần kiến thức mới. Thì cái phần kiến thức mới này thì có thể thấy rằng là cái cách trình bày nó cũng khác. Theo hướng tiếp cận năng lực thì chúng tôi không có những cái đề mục, không có những cái gạch đầu dòng. Và như vậy thì nó mang cái hình thức là vẫn theo cái hình thức cũ truyền thống là tiếp cận nội dung. Còn ở đây thì chúng tôi để ở những cái khổ, và nhìn vào đấy học sinh cũng có phải là chủ động và tích cực dưới sự hướng dẫn của giáo viên để biết được những cái đơn vị kiến thức mình cần học, và kết hợp giữa kinh chữ chính văn và với hệ kinh hình thì có các cái câu hỏi ở dưới từng đơn vị kiến thức, và để học sinh có thể nói rằng là cùng dưới sự hướng dẫn của quý thầy cô giáo thì có thể trả lời ngay và nắm vững được kiến thức của mỗi đơn vị kiến thức ngay tại trên lớp. Bên cạnh đó thì còn có một cái ô ở nearby, chứ không phải tất cả là có ô em có biết.
thì cái OM Commit này thì cũng là để mà cung cấp các cái mở rộng thêm các cái hiểu biết của học sinh mà thậm chí là của các thầy cô giáo về một đối tượng, về một cái hiện tượng địa lý nào đó mà được nói đến trong bài, hoặc là có thể nói rằng là liên hệ với thực tiễn. Như trên cái màn hình chúng tôi minh họa là học xong cái bài các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp, thì một trong những hình thức mà phổ biến hiện nay ở trên thế giới và đặc biệt cũng như ở Việt Nam là khu công nghiệp tập trung, mà gọi tắt luôn là khu công nghiệp. Thì chúng tôi có một cái ô cung cấp các cái thông tin là em có biết ở trên thế giới khu công nghiệp đầu tiên được thành lập ở đâu vào năm nào, hay là ở châu Á thành lập ở đâu vào năm nào, và ở Việt Nam thì cái khu công nghiệp này được thành lập ở thành phố nào và vào năm nào. Và như vậy thì có thể nói rằng là nó cũng là những cái câu hỏi, những cái kiến thức bổ trợ để học sinh trả lời được ngay những cái kiến thức mà trọng tâm của bài. Và dưới cái sau khi trình bày xong kiến thức mới là đến cái phần luyện tập và vận dụng. Đây cũng là một cái cách khác biệt so với cái sách giáo khoa hiện hành. Sách giáo khoa hiện hành thì các thầy các cô có cái câu hỏi và bài tập. Thế nhưng mà ở đây theo hướng tiếp cận năng lực thì nó có cái luyện tập và vận dụng, thì chúng tôi thấy rằng là nó hợp lý hơn. Cái phần luyện tập chúng tôi đặt ở trên với mục đích là gì? Là để củng cố kiến thức, hệ thống hóa lại toàn bộ cái bài mới mà các em vừa học xong, và rồi là rèn luyện lại các cái kỹ năng theo yêu cầu cần đạt ở bài. Đấy là cái phần luyện tập, cái mục đích là như vậy. Và hệ thống câu hỏi này nó không phải được trùng lặp, nó không được phép trùng lặp với lại các cái câu hỏi mà ở dưới mỗi một đơn vị kiến thức. Sau cái luyện tập đó là cái phần vận dụng, thì là vận dụng các cái kiến thức mới đã học vào các cái thực tiễn và các tình huống cụ thể của thế giới, của Việt Nam hoặc của địa phương. Đấy là cấu trúc của mỗi bài học trong sách giáo khoa địa lý 10. Chúng tôi xin giới thiệu về những điểm mới của sách giáo khoa địa lý 10. Cái điểm mới quan trọng nhất của sách giáo khoa địa lý 10 mà nói riêng và trong cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã được quy định, mà các thầy các cô cũng có dịp tìm hiểu và góp ý, đó là chuyển từ việc tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực. Thông qua các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực địa lý tự nhiên, dân cư, kinh tế, kết hợp với sử dụng hệ thống các cái kinh nghiệm, rồi là các cái hệ thống tư liệu ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam, thì cái cách thức này ấy, làm cho học sinh bước đầu hình thành được tình yêu quê hương đất nước, lòng nhân ái, chăm chỉ, trung thực và sống có trách nhiệm. Đây cũng là cái mục tiêu cần đạt của chương trình 2018. Cái cách tiếp cận này nó được thể hiện ở trong mỗi một bài học. Tập thể tác giả chúng tôi cũng đã đưa ra nhiều câu hỏi, nhiều cái bài luyện tập và vận dụng, rồi cũng các tình huống và yêu cầu học sinh phải giải quyết. Thí dụ như là học xong cái chương thủy quyển thì học sinh sẽ phải trả lời là vì sao phải bảo vệ nguồn nước ngọt, hay là ở địa phương em đã có những cái biện pháp gì để bảo vệ nguồn nước ngọt, hay là học xong cái chương địa lý công nghiệp thì có những cái câu hỏi là em hãy thu thập thông tin về cuộc cách mạng 4.0 mà đang diễn ra sôi động ở trên thế giới, ở trong nước, và bản thân các em cũng đã có thể hiểu được ở những cái khía cạnh nhất định về cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này. Và như vậy thì rõ ràng cái cách tiếp cận chuyển theo cái hướng tiếp cận năng lực với hệ thống các cái câu hỏi, các cái gợi ý thì sẽ góp phần hình thành cái năng lực tự chủ, tự học và năng lực giải quyết vấn đề. Điểm mới thứ hai của trong sách giáo khoa địa lý 10 một bánh diều, đó là sách giáo khoa địa lý 10 đảm bảo tính kế thừa và tính hiện đại. Thứ nhất là về tính kế thừa, thì bản thân chúng tôi là tổng chủ biên và chủ biên của sách giáo khoa địa lý 10 hiện hành, thì rõ ràng là chúng tôi những cái gì mà nó vẫn còn nguyên cái giá trị về mặt khoa học, về mặt kiến thức, thì những cái tinh hoa nhất thì chúng tôi vẫn sử dụng nó và đưa vào sách giáo khoa địa lý 10, bởi vì cái này nó không hề thay đổi. Và bên cạnh đó thì có thể nói rằng là chúng tôi còn kế thừa các cái kinh nghiệm về viết sách giáo khoa, các cái kinh nghiệm mà học ở trong các cái bộ sách giáo khoa mà chúng tôi đã thu thập được ở trong tay của các nước mà có nền giáo dục tiên tiến. Bản thân chúng tôi cũng được bộ cử đi tập huấn ở nước ngoài, ở các nước tiên tiến như ở Anh, ở Úc hoặc ở Cộng hòa Liên bang Đức. Bản thân tôi đi tập huấn ở Cộng hòa Liên bang Đức, chúng tôi được nghe các cái chuyên gia của sư phạm hàng đầu của Cộng hòa Liên bang Đức mà ở Đại học Potsdam sẽ đã giới thiệu những cái kinh nghiệm biên soạn sách giáo khoa theo hướng tiếp cận năng lực. Rồi chúng tôi cũng trao đổi xem là được thành xây dựng các cái câu hỏi theo cái hướng tiếp cận năng lực ở mỗi một đơn vị kiến thức như thế nào, hay là xây dựng phân biệt được các cái câu hỏi về luyện tập và vận dụng, và trên cơ sở đó thì khi về nước chúng tôi phải chọn lọc cho nó phù hợp với điều kiện Việt Nam, và chúng tôi đã thể hiện ở trong cái bộ sách giáo khoa lớp 10 một cánh diều.
Bên cạnh đó thì cái kế thừa là chú ý đến cái điều kiện, cái thực tiễn giáo dục của Việt Nam, các điều kiện và khả năng học tập của học sinh ở phù hợp với ở các vùng miền khác nhau. Vì chúng ta chỉ có 3 bộ sách, và khi lựa chọn một bộ sách thì có thể nhiều tỉnh chọn chung, và chúng ta dạy ở các vùng, 7 vùng khác nhau và của 63 tỉnh. Thì vấn đề là viết như thế nào không phải dễ nhưng mà cũng không được khó, để học sinh ở một mức độ trung bình cũng có thể giải quyết được và đạt được cái đầu ra theo yêu cầu cần đạt của mỗi một bài học. Cái thứ hai là tính hiện đại, thì nó thể hiện ở chỗ thứ nhất là hiện đại hóa các hệ thống kiến thức. Có những cái kiến thức mà trong sách giáo khoa hiện hành các thầy thấy dạy vẫn là phù hợp, nhưng mà bây giờ thì chúng tôi thấy rằng có hệ thống kiến thức này nhưng mình phải chỉnh sửa, mình hiện đại nó lên và tiếp tục đưa vào sách giáo khoa, thì chúng tôi gọi là hiện đại hóa các cái hệ thống kiến thức. Tôi chỉ lấy đơn cử là thí dụ địa lý công nghiệp, các thầy các cô khi góp ý như chúng tôi thì có nói rằng là phải nói là công nghiệp là cái đặc điểm đầu tiên là sử dụng máy móc, nhưng đấy là cái quan điểm của sách giáo khoa hiện hành. Còn cái hiện đại hóa hệ thống kiến thức hiện nay theo cái quan điểm của Liên Hợp Quốc, người ta đưa ra cái khái niệm đã là công nghiệp thì nó gồm có 2 giai đoạn rồi, cho nên rằng là cái đặc điểm là nó không, chúng tôi hệ thống hiện đại lại và chúng tôi chỉnh sửa và đưa những cái đặc điểm phù hợp với cái giai đoạn hiện đại. Tôi lấy ví dụ như thế, tức là hiện đại hóa cái hệ thống kiến thức để cho nó chính xác và nó cập nhật. Cái thứ hai là chúng tôi bổ sung kiến thức mới. So với lại cái sách giáo khoa hiện hành thì có nhiều vấn đề trên thế giới, cũng như học tập kinh nghiệm nó diễn ra rất là sôi động, thì mình phải bổ sung nó vào để học sinh được cái quyền phải hiểu biết, và để mà khi mà có cái cuộc sống thực tiễn hoặc các em đi học nó không bỡ ngỡ. Thí dụ như là những cái mà cập nhật ấy thì có thể thấy rằng là nó thể hiện rất rõ ở cái phần địa lý kinh tế xã hội. Địa lý tự nhiên thì nó rất là ít thay đổi, như là trên địa lý công nghiệp học, khi học xong ấy, ngoài cái phần hiện hành mà các thầy các cô thường dạy là vai trò đặc điểm tình hình sản xuất và phân bố, thì bây giờ nó có thêm là cái tác động của từng ngành công nghiệp đó đối với môi trường, và đương nhiên các ngành công nghiệp khác nhau thì tác động đến môi trường khác nhau, hoặc là vì sao phải sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo mà thay thế các cái nguồn năng lượng truyền thống và không hồi phục được, hoặc là sự phát triển của nông nghiệp công nghiệp trong tương lai. Nếu hoặc là chúng tôi đưa vào cái địa lý dịch vụ đối với học sinh hiện nay thì đưa thêm ngành tài chính ngân hàng, thì các em cũng cần phải biết, hoặc bản thân các em đi học các em được vay vốn ngân hàng thì chúng ta phải tiếp xúc với những cái kiến thức này. Hoặc là du lịch thì trong danh sách hiện hành thì chúng ta chỉ có vẽ cái biểu đồ, nhưng bây giờ du lịch đối với Việt Nam và đối với nhiều địa phương, mà tôi hy vọng là cả tỉnh Hậu Giang thì cũng có những cái thế mạnh về du lịch, thì được học cái này thì có thể thấy rằng là nó làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nó đóng góp vào ngân sách địa phương cũng như là vào cái thu nhập của người dân địa phương. Nếu như vậy là những cái kiến thức mới cũng đã được bổ sung. Hay là tăng trưởng xanh thì đây cũng là một cái kiến thức mới mà Việt Nam mình mới tham gia vào cái chiến lược tăng trưởng xanh từ năm 2012 và thực sự bắt đầu triển khai năm 2014. Cho nên là việc đưa cái khái niệm tăng trưởng xanh ngay vào cái đầu cấp là chúng tôi thấy rằng là đấy cũng là những cái mà trang bị cho các em ngay từ những lúc mà các em bước chân vào cái cấp 3 để các em có thể nắm được vấn đề và còn phát triển lên lớp 11 của thế giới và lớp 12, cái thể hiện của Việt Nam. Ngoài ra còn cái công thức rõ ràng và tốt tường minh ở các ngành thì về sau này chúng tôi sẽ minh chứng để các thầy các cô rõ hơn. Thí dụ như là nội dung tăng trưởng xanh, đây là cái phần mới trừu tượng, thì ngoài cái khái niệm thì chúng tôi làm sơ đồ hóa các cái biểu hiện của tăng trưởng xanh và các cái ví dụ của các cái biểu hiện này, hoặc là để cho học sinh có thể lấy được cái ví dụ hoặc là áp dụng vận dụng vào thực tiễn, thì chúng tôi đưa ra các cái ví dụ về cái tăng trưởng xanh trong sản xuất nông nghiệp công nghiệp và tăng trưởng xanh trong lối sống để các em có thể vận dụng vào thực tiễn, hoặc là về có thể tuyên truyền giáo dục cho địa phương, hoặc là xây dựng bản đồ. Thì bản đồ trước đây nó như là minh họa, thì bây giờ rõ ràng bản đồ nó như là một cái nguồn tri thức địa lý, và chúng tôi dựa vào các cái kiến thức mới chúng tôi phải xây dựng, tự thành lập và xây dựng những các bản đồ. Thì ví dụ như đây là cái bản đồ sản xuất điện, thì chúng tôi có sản lượng điện bình quân đầu người và có cái các cái ô tròn với quy mô và cơ cấu khác nhau. Quy mô là cái sản lượng điện và cái ô tròn là cái nguồn điện sản xuất ra, là nhiệt điện hay là thủy điện hay các nguồn năng lượng khác. Và dựa vào kiến thức kinh chữ và chúng tôi kết hợp với kinh hình và chúng tôi đặt các câu hỏi, thì học sinh sẽ chủ động và trực quan trả lời dưới sự hướng dẫn của quý thầy cô giáo. Hay là kinh hình sơ đồ hóa thì cũng được tập thể tác giả của lớp 10 rất chú ý. Tôi chỉ lấy đơn cử một ví dụ điển hình là các thầy các cô đang dạy cái chuyên địa lý dịch vụ, thì có các nhân tố ảnh hưởng cũng được sơ đồ hóa,
Nhưng mà sau cái thời điểm ấy thì có thể chấp nhận được. Nhưng mà đến thời điểm hiện nay, theo cái tính hiện đại và có thể nói tính tiếp cận năng lực, thì chúng tôi phải cấu trúc lại cái sơ đồ hóa này là một cách nó hệ thống và nó logic. Chúng tôi đưa ra ba nhóm nhân tố theo cấu trúc truyền thống của địa lý là vị trí, nhân tố tự nhiên và nhân tố kinh tế xã hội. Và tùy theo cái các cái ngành mà các cái ba cái nhóm này nó có thể thay đổi, thì ở đây chúng tôi trình bày là các cái như thành phần cụ thể của các cái nhóm nhân tố. Và cái cột bên phải của cái sơ đồ là chúng tôi thấy rằng là các cái biểu hiện cụ thể của ảnh hưởng của các nhân tố này như thế nào. Và như vậy quý thầy cô giáo có thể hướng dẫn học sinh tìm ra các cái ví dụ và nó nắm vững ngay ở trên lớp. Bên cột bên tay phải này cũng là đối với ngành dịch vụ nó rất phức tạp, thì chúng tôi sơ đồ hóa và học sinh có thể tìm ra các cái ví dụ. Và những cái mà chúng tôi biết ở trong cái sơ đồ này đều là những kiến thức mới mà sẽ được dạy ở trong sách giáo khoa. Điểm mới thứ ba là sách giáo khoa địa lý 10 góp phần giúp giáo viên học sinh đổi mới trong quá trình dạy và học. Thì thông qua những cái điểm mà chúng tôi trình bày ở trên thì có thể thấy rằng thông qua thực nghiệm ở các tỉnh thì chúng tôi cũng thấy rằng là sách giáo khoa địa lý 10 đã góp phần đổi mới phương pháp hình thức tổ chức dạy học, đổi mới cách đánh giá, và rõ ràng là các thầy cô giáo có cái cơ hội tương tác với học sinh nhiều hơn. Còn đối với học sinh, bằng các cái hệ thống câu hỏi ở từng đơn vị kiến thức mới, các câu hỏi bài tập vận dụng, rồi các câu hỏi các tình huống cụ thể, thì chúng tôi thấy rằng là học sinh chủ động sáng tạo trong học tập và có nhiều cơ hội tăng cường thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Tính thực hành vận dụng thì chúng tôi cũng chú trọng trong mỗi bài học, và chúng tôi có thể lấy ví dụ là đối với mỗi bài thì chúng tôi đều có cái thực hành và vận dụng, như là học xong bài giao thông vận tải và bưu chính viễn thông thì có cái câu hỏi là hãy thu thập thông tin tìm hiểu về một loại hình giao thông vận tải hoặc một dịch vụ bưu chính viễn thông ở phổ biến ở địa phương em. Hoặc là học xong cái chương địa lý công nghiệp thì các em hãy thu thập tài liệu viết một báo cáo ngắn về một trong các cái vấn đề công nghiệp mà các em lựa chọn ở địa phương em hay ở Việt Nam. Điểm mới thứ tư là sách giáo khoa địa lý 10 chú trọng yêu cầu tích hợp. Cái tích hợp ở đây thì các thầy các cô đang dạy xong sách giáo khoa địa lý hiện hành thì tôi cho rằng là đã thể hiện, và đấy là hoàn toàn tự nhiên và nó không có cưỡng ép. Thì ở đây chúng tôi chú ý hơn cái tính tích hợp này trong thể hiện sách giáo khoa lớp 10 bộ cánh diều theo chương trình 2018. Cái tích hợp nội môn thì các thầy các cô đều biết rồi, tôi không phải minh họa nữa, đó là tích hợp giữa địa lý tự nhiên với địa lý dân cư với kinh tế xã hội, và để mà có thể giải thích về các cái hiện tượng kể cả địa lý tự nhiên cũng như là các cái vấn đề phát triển của các ngành hay là sự phân bố dân cư vân vân. Cái thứ hai là tích hợp liên môn, thì cái này cũng là tăng cường ở trong các cái bài học vận dụng kiến thức của các cái môn học khác để mà làm sáng tỏ các kiến thức địa lý, và có thể nói phổ biến nhất, thuận lợi nhất và tự nhiên nhất là với toán học hoặc với tin học hoặc với lịch sử. Thì trên cái bảng ở bên phải thì cái bảng số liệu ở trên để mà tính toán vẽ thì đấy là vận dụng một cách đơn giản là toán học, hay là cái bảng ở dưới là phải thu thập rồi xử lý các cái thông tin để mà viết một báo cáo ngắn, thì đấy là cái tích hợp với hệ môn tin học. Và tất cả các hình thức này ở mức độ khác nhau thì đã được chú ý trong cái quá trình biên soạn sách giáo khoa địa lý. Cái điểm mới thứ năm là sách giáo khoa địa lý đổi mới cả về hình thức và cách trình bày. Về hình thức ấy, thì chúng tôi khẳng định rằng là sách giáo khoa lớp 10 bộ cánh diều có ưu thế vượt trội so với sách giáo khoa hiện hành. Cái điều này hoàn toàn là tự nhiên, bởi vì chúng ta đang sống trong cái thời đại của văn minh tin học, và cái môn địa lý với lại các thầy cô giáo cũng như tập thể tác giả chúng tôi là tận dụng tối đa cái công nghệ tin học và cái kỹ năng thành lập bản đồ, các kỹ năng xây dựng biểu đồ, rồi là các kỹ năng phân tích. Và vì vậy mà có thể nói rằng so với sách hiện hành thì cái ưu thế này mà nếu mình mà không tận dụng nó thì thật là tiếc. Và chúng tôi, tập thể tác giả chúng tôi đã tận dụng các cơ hội này mà thể hiện trong sách giáo khoa, cả thể hiện cả kinh chữ, kinh hình và cấu trúc sách. Cái thứ hai là cách trình bày. Thì có thể nói rằng là cách trình bày ngoài cái yêu cầu cần đạt thì có thể cách trình bày chúng tôi đã đóng khung, cách trình yêu cầu cần đạt đã đóng khung rồi, nhưng mà lần lượt là ba phần liên hệ mật thiết với nhau là mở bài, kiến thức mới và luyện tập và vận dụng. Và nếu như các thầy các cô hiểu rõ được cái mối liên hệ này, chúng ta nắm được thì lần lượt sẽ mở dần để cho các em thấy rằng là cái môn địa lý này quả thật là nó rất là phong phú và hấp dẫn. Cái thứ ba nữa là giảng tải nội dung. Cái việc giảng tải là một cái xu hướng rất quan trọng và rất cần thiết trong cái chương trình 2018 mà mọi người đều kêu là dài và nặng. Thì so với sách giáo khoa hiện hành, khối lượng kiến thức mới nhiều hơn, nhưng số bài rõ ràng từ 42 bài bây giờ chỉ còn có 30 bài, và số trang ấy là 168 trang thì bây giờ chỉ còn có 128 trang. Và như vậy
là cầm sách bộ cánh diều trên tay thì chúng ta thấy rằng là nó nhẹ hơn rất nhiều, nhưng mà nó vẫn là truyền tải các kiến thức cơ bản theo quy định của chương trình, và cái hình thức của nó đẹp, bắt mắt và đảm bảo về chất lượng. Chúng tôi ví dụ bằng hệ thống các bản đồ, lược đồ, sơ đồ mà chúng tôi đưa vào trong tự xây dựng thành lập bản đồ, và chúng tôi chọn lọc các hình ảnh để đưa vào, và chúng tôi coi rằng là nó, các cái kênh hình này nó tạo ra các tình huống học tập, nó cũng là nguồn tri thức địa lý, và có thể nói rằng nó tạo điều kiện để học sinh phát triển các kỹ năng, các năng lực tìm hiểu địa lý dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo. Kính thưa các quý vị đại biểu và thưa các thầy cô giáo, nếu như các thầy các cô đọc kỹ và xem xét các đội ngũ tác giả biên soạn lên sách bộ giáo khoa lớp 10 bộ cánh diều, và các thầy các cô chọn cái sách giáo khoa bộ cánh diều, thì bên cạnh cái sách giáo khoa thì chúng tôi còn có sách giáo viên, có sách bài tập, có tập bản đồ địa lý 10, có phiên bản điện tử để hỗ trợ cho quý thầy cô giáo sử dụng các phương tiện và thiết bị dạy học theo yêu cầu mở hiện đại, phù hợp và khả thi. Và cái địa chỉ truy cập chúng tôi đã để trên màn hình. Và trong một thời gian ngắn chúng tôi chỉ giới thiệu những cái điểm cốt lõi, và chúng tôi hy vọng rằng là nếu các thầy các cô chọn một cái diều thì chúng tôi tập thể tác giả sẽ có cơ hội tập huấn trực tiếp tới với các thầy cô giáo về các cái vấn đề, hoặc chia sẻ các cái khúc mắc mà các thầy cô giáo thấy rằng là cần phải trao đổi. Và chúng tôi cũng hy vọng có thể các cô chọn một cái diều để chúng tôi còn có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các thầy cô giáo ở tỉnh Hậu Giang, nơi đã có những lần tôi cũng về dạy cái theo cái chương trình thạc sĩ, và chúng tôi vẫn còn có cái mối liên hệ với nhiều thầy cô giáo ở tỉnh. Và chúng tôi xin chúc sức khỏe, chúc hạnh phúc và bình an, và chúc các thầy cô giáo môn địa lý của bậc trung học phổ thông của tỉnh Hậu Giang thành công, tiếp tục thành công trong cái sự nghiệp dạy học môn địa lý, đặc biệt là cho cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho năm học 2022-2023. Xin chào tạm biệt và xin trân trọng cảm ơn.